trong tay con có rất là nhiều gợi ý về những cái tuồng mà khá nổi tiếng. Tuồng hát cải lương. Yeah. Dạ, có tuồng hát cải lương. Thì bây giờ cô hay chú sẽ là người gợi ý. Tại vì ở đây con có những cái tựa. Ví dụ như chú đọc được cái tựa thì chú hát một câu trong đó. Cô sẽ đoán cái vở đó là vở gì. Cô người đoán ha. Ừ. Dạ, vậy con mời chú qua đây. Dạ, con mời chú. Rồi. Câu hát dễ. Câu thôi. Hát dễ ha. Dạ. Thôi nhờ giả Lan với bác Tú bên nhà hoài. Tôi ngại quá, tôi không lấy đâu. Lan và Điệp. Cái này đơn giản quá trời. Không dạ. Dám hát luôn, sợ chỉ nhận ra liền. Nhận ra liền, tại dạ. Câu nào cũng nói tới Lan hết. Dạ. Dạ. Nè. Tổ tổ ơi, ngoài biển rộng bao la, cánh chim có thể bay ngược gió. Tâm sự loài chim biển. Tâm sự loài chim biển. Đúng rồi cô. À, này hả. Châu tiểu thơ ơi, lời hẹn năm xưa, bây giờ nàng có nhớ Lưu Bình tôi đã danh đề bản hộ, có xứng được cùng ai Lưu Bình kết vậy? Nghĩa châu trần. Hay quá. Lưu Bình Dương Lễ là cái tên, còn cái bài hát bài Quá hát Gấp Đầu Làng. Đó. Đúng rồi, dạ, đúng rồi. Tiếp theo ạ. À, cái này hả. Trời ơi bão táp. Thái Hậu Dương Văn Nga. Trời ơi, cô giỏi quá, ngưỡng mộ quá. Rồi, mà chú giỏi nữa, mà là chú cũng biết. Dạ. Hôm nay về quê hương, sống lại những ngày mến thương. Sau nhiều năm cách xa ruộng vườn, đi qua con đê, quê hương là giấc ngủ đầu. Giấc ngủ đầu non. Hay quá, giỏi. Cái này là trời ơi, đúng đủ luôn. Thọ xuân thời anh đem hết cho người ta, giờ tàn phế em xin nhận về làm bao vật. Chắc chẳng còn ai đến đây giành giật, không lẽ đời em mãi chịu thiệt thòi. Cái vở này là cái vở Hàng Mặc Tử, và cái trích đoạn này là Tâm Sự Mai Đình. Trời ơi, hay dữ gì trời. Tiếp à. Dạ. Đây là Quỳnh ơi, nhận vật trao tay ta nghẹn ngào muốn khóc. Rừng rực lửa yêu đương ta nguyện cùng ai thề vẹn giữ chữ chung tình. Hay. Bên cầu dệt lụa. Thank you. Quá trời thích luôn á. Cái này à. Á khách thiên kiều, tại sao em lại khóc? Không yêu nhau không bao giờ có tội, nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều là từ bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong tim. Người tình trên chiến trận. Trời ơi, hay quá vậy trời. Ôi, con nể quá, con thật sự luôn, con ái mộ quá. Thủy ơi, có lẽ Thượng Đế sanh ta ra là một vì ngôi sao sâu, nên cuộc đời ta cứ mãi lao đao lận đận, nên chỉ xin một lần yêu nhau. Xin một lần yêu nhau. Rồi, phải không? Không phải, gần giống. Rồi. Cũng có yêu nhau. Sao? Kiếp nào có yêu nhau. Hay quá. Hay quá. Đúng rồi, rồi, đúng rồi. Hết rồi, hết câu hỏi rồi. Còn chúc mừng cô chú đã hoàn thành xong phần thi của mình. Trời Thank ơi. You, cảm ơn. 22 năm bên cạnh nhau, cô coi hết các tuồng của chú hả? Hầu như là cô thuộc còn hơn chú luôn. Trời ơi, đó là tình yêu đó quý vị ơi. Đồng hành theo mỗi bước chân của chồng. Chú thuộc hết tất cả những bài hát mà cô đoán được hết tất cả những đáp án mà không sai luôn. Thật sự quá nể phục. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái phần thú vị hơn, hấp dẫn hơn nữa. Đó là góc soi mói.